Xin chào các bạn đến với lại kênh đồng hồ của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba chiếc đồng hồ của Citizen. Thì nhà mình không có được gì hết, được cái có điều kiện là có số nhiều thôi. Đây, ba chiếc đồng hồ. Số mà đếm ra chắc cả ngàn số nhỏ, rất là nhiều luôn. Thì không biết tại sao cái phiên bản này thì làm số rất là nhiều. Đó. Rất là rối luôn nha các bạn. Thì chiếc đầu tiên thì mình xin giới thiệu đến các bạn. Đây, một chiếc Citizen. Các bạn nhìn cái số như thế này thì các bạn biết là cái độ dạ quang cực kỳ cao. Chiếc Citizen GT, độ chống nước là 13, là tương đương 100m nha các bạn. Tương đương 100m. Đây, nguyên bản hết, chỉ có dây là không còn, mình độ lại dây cao su để bơi cho nó sung sướng nha các bạn. Thì con này dạ quang cực kỳ tốt luôn. Đây, rất là nhiều chức năng thì mình không có biết hết được, thì các bạn nào mua về để sưu tầm hay là hiểu về những cái con này thì các bạn sẽ rành hơn nhiều hơn mình. Đây, nó có đèn nè, bấm nút bên đây là đèn nè. Đèn của mấy cái số này thôi nha các bạn. Đó, đèn của mấy cái ô số này nè. Đây, rất là nhiều chức năng, mình bấm riết mình cũng không có. Nó dạng như giờ của mấy các nước hay gì. Đây nè, này là giống như London. Mình cũng không hiểu hết được, mình có nói gì nó không đúng thì mong các bạn bỏ qua. Nè, số rất là nhỏ không. Mình cộng ba con lại chắc cả ngàn số. Quá trời số luôn. Mình cũng không hiểu hết được chức năng của em nó như thế nào. Thì cái con này dạ quang cực kỳ sáng luôn. Mình sẽ lồng cái hình ảnh trên cái clip này luôn nha các bạn, cho các bạn xem cái độ dạ quang. Thì mấy cái dòng này thì nút bấm rất là nhiều. Thì mỗi nút nó có một cái chức năng khác nhau. Đây là chỉnh giờ. Đó. Đây là chỉnh giờ nè. Còn đây là đèn nè. Còn đây là hai nút này là chỉnh ngày thứ gì đó. Dây này dây cao su nha các bạn. Đây, đáy của em nó GT. Để mình đo size cho các bạn xem. Thì mấy con này tầm khoảng size 40-42 gì đó. Cái đồ này nó cũng tới tuổi lắm mà. Đây, 41.8 nha các bạn. Size con này 41.8. Cái này của nó rất là đẹp luôn. Cái nút còn GT, chỉ có dây là mình độ lại thôi nha các bạn. Thì độ mới con này thì theo mình đánh giá thì tầm khoảng 96-97%, tùy theo các bạn đánh giá. Thì con này mình bán với giá là 1x nha các bạn. 1x, thì các bạn nào cần thì cứ inbox trực tiếp cho mình. Nhiều khi mấy anh em giá thợ không thích rồi mình đưa giá lên trên đây. Thì nói chung là 1x là 1 triệu mấy á. Thì tùy mấy anh em có nhiệt tình hay không. Thì giá rất là thơm nha các bạn. Với một em như vậy, thể thao, đi chơi, bơi lội và dạ quang cực kỳ tốt luôn. Xíu nữa mình sẽ để cái hình lên trên cái clip cho các bạn xem. Tiếp con thứ hai thì con này là số cũng rất là nhiều, nút cũng rất là nhiều. Được cái mấy con này là số với nút là rất là nhiều. Độc lạ. Dây thì mình độ lại luôn rồi nha các bạn. Độ là dây da chứ đúng ra của nó là dây inox. Mình độ lại dây nhờ người ta độ, nó cũng không có đẹp lắm. Thì các bạn nào mà thích thì tự về độ lại. Chứ nhiều khi mỗi người mỗi ý thích khác nhau. Nút rất là nhiều. Đây, Citizen. Độ chống nước của con này cũng 13 luôn, là khoảng 100m nước nha các bạn. Đây cũng có nút đèn này. Đó, nút đèn nè, bấm nút đèn sáng lên nè. Đó, là nút đây cũng chỉnh giờ giống như cái con kia, chỉnh nhiều nước. Nó có cái reset nước giờ bao nhiêu gì đó. Các bạn muốn coi của nước nào hay gì nó viết tắt đây nè. Nó có cái nước người yêu cũ nữa nha các bạn. Đây, để mình kiếm lại cái nước người yêu cũ đó rồi. Nước mà nước người yêu cũ nè. Đây, chuẩn bị tới Rio.
đó, nước người yêu cũ. Mình hay để cái nước người yêu cũ nên mình đeo nha các bạn, giống như đồng hồ của người yêu cũ tặng. Đây số rất là nhiều, mình cũng không rành nữa, để mình đo sai coi. Hơi lắc 41,5 nha các bạn, mình mới vừa thấy cái cây này nó cũng hư lắm mà mong các bạn thông cảm. Để sau clip này mình đầu tư lại cái cây đo size mới, cây này nó sắp hư rồi. Trời, bốn mốt phẩy ba nha các bạn, 41,3. Thì mình độ là dây da thì nó cũng heo mình cũng chưa được đẹp lắm, thì các bạn nào cần thì các bạn sưu tầm thì các bạn về độ lại dây khác giúp mình, hoặc là giữ nguyên. Đây niền khía nè, đó nguyên bản hết, chỉ có dây là không còn thôi nhé các bạn. Màu đặc trưng là màu đen, màu vàng, kim, màu cam. Đây nó có những cái chữ này, à đây, đây có cái nước người yêu cũ đây nữa nè, này xây được nha các bạn, đó xây được nha. Thì con này là cũng một ít nha các bạn. Nói chung là ba con của mình là một ít hết, thì ít nhỏ thôi chứ không không lớn. Thì tùy vào độ nhiệt tình của anh em thôi. Đây mình lên con thứ ba, con cuối cùng. Đó, được gắn sẵn dây inox để chống nước cho các bạn. Đây con này Citizen nổi lên cho đây luôn, cũng 13 luôn. Chống nước 100m. Thì ở đây nó có rất là nhiều chế độ cho đây nữa các bạn. Ngày nè, giờ alarm nè, alarm 1, alarm 2. Thì mình bấm thử cho các bạn xem nè. Nút bên đây. Đó các bạn thấy nhảy xíu nó tới Tokyo rồi, tới người yêu cũ nè. Đó, mình hay để chế độ người yêu cũ mình mang đó. Thì người yêu cũ thì sẽ nhảy giờ, đây là 2 giờ 46 phút thì nước nào mình cũng không có, cũng chưa nghiên cứu. Còn cái nút trên đây thì nó sẽ nhảy các chế độ trên đây. Đó, các bạn thấy nhảy qua ngày không? Rồi alarm 1, alarm 2 gì đó. Nói chung là ở này mình phải cài đặt rồi chỉnh báo thức hay gì đó, chung mình không rành lắm. Còn ở đây là chế độ, nút này là chế độ dưới đây hay sao nè. Đó, nó cũng nhảy. Đó, người yêu cũ gì đó. Rồi chỉnh, nói chung là kết hợp rất là nhiều nút. Còn này thì chỉnh giờ cũng số rất nhiều nè. Đó, ba con này không được gì chứ được số rất nhiều. Đãi của nó còn dán nguyên cái bọc ni lông luôn. Đó thì để mình đo size. Tới cái lúc đo size là cái cây này nó mệt rồi. 41,4. Đó thì size nó tương đương như mấy con này, nó ngang nhau hết nha các bạn. Thì con này cũng là một ít. Thì các bạn nào mà có nhu cầu cần chơi những cái con như thế này thì liên hệ cho mình để được tư vấn và gửi hình rõ hơn. Thì clip thì mình quay nó ngắn nên là chỉ được như đó thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem tới cuối clip, và các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật đồng hồ mới liên tục bên mình. Thì các bạn cần thêm xem thêm thông tin các đồng hồ khác thì các bạn xem kênh của mình cũng đăng khá là nhiều đồng hồ. Thì các bạn nào cần tư vấn cái gì thì cứ mạnh dạn điện thoại cho mình hoặc là inbox cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn.